Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một giống cóc thái siêu lùn, siêu năng sức và rất là dễ trồng nha quý anh chị và các bạn. Giống cóc thái này thì có đặc biệt là mình trồng rất là dễ, rất là ít sâu bệnh và đặc biệt là rất thích hợp với khí hậu của nước ta. Do đặc điểm của cây cóc này thì có thân là siêu lùn nên mình có thể trồng ở ngoài vườn, ở trong sân nhà, ở trong ban công hoặc là mình có thể trồng trong chậu để làm cảnh, vừa để thu hái mình ăn và có thể làm cảnh luôn đó quý anh chị và các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy là trái rất là sai, mặc dù cây nó còn nhỏ, nó không có cao nhưng mà trái gần như là có thể là đụng đất luôn đó quý anh chị và các bạn. Trồng giống cóc thái thì mình thấy cho năng suất rất là cao so với nhiều loại cây trồng khác. Thì do nó không có cao nên nó không có tốn nhiều diện tích. 1.000 m² đất thì mình có thể trồng từ 300 đến 500 cây đó quý anh chị và các bạn. Năng suất thì có thể dao động từ 18 đến 22 kg trên một cây trên một năm nha quý anh chị và các bạn. Có trái quanh năm luôn quý anh chị và các bạn ơi. Đây như điển hình như cây cóc này nè quý anh chị và các bạn. Cái chùm ở phía dưới thì nó đã chưa có già nhưng mà phía trên thì nó đã bắt đầu có trái non mới nè quý anh chị và các bạn. Cây rất là lùn nhưng mà có trái từ dưới gốc lên tới ngọn luôn nè quý anh chị và các bạn. Nhìn rất là đẹp và rất là sai trái. Giống cóc thái này đặc biệt là mình thấy nó là nó không có gán đất nha quý anh chị và các bạn. Mình có thể trồng trên nhiều loại đất. Và đặc biệt là nếu mình có bổ sung thêm phân hữu cơ như phân chuồng hoặc là gom gạ quay mục thì trái sẽ rất là to và năng suất còn cao hơn nữa quý anh chị và các bạn. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch rất là ngắn. Thì sau khi trồng khoảng từ 3 đến 5 tháng thì cây bắt đầu ra hoa và đậu quả đó quý anh chị và các bạn. Trồng giống cóc thái này mình thấy rất là có lợi đó quý anh chị và các bạn. Mình trồng xong thì mình có thể có trái ăn quanh năm, nhiều quá thì mình có thể đem bán. Và đặc biệt là lá thì nó có vị chua, mình có thể hái lá mình đi nấu canh chua ăn cũng rất là ngon luôn đó quý anh chị và các bạn. Giống cóc thái này thì ăn sống rất là ngon, quả thì có vị chua và giòn, đặc biệt là có chứa rất là nhiều vitamin, là một món ăn rất là ngon và bổ dưỡng, đặc biệt là vào mùa hè đúng không anh chị và các bạn. Khi quả cóc chín thì nó có màu vàng, ăn thì có vị chua chua ngọt ngọt, rất là ngon và rất là đặc trưng. Quả cóc này thì ở nước mình thì được bà con mình rất là ưa chuộng. Từ người lớn đến trẻ em. Trẻ em thì thích ăn cóc còn sống. Còn người già thì rất thích là ăn cóc.